Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin của SNews. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Chỉ sau 5 tiếng phát hành, MV mới của nam ca sĩ Sơn Tùng MTP đã lọt top 1 trending, vượt mặt nam ca sĩ Jack nhưng không thể phá kỷ lục của chính mình. Một trong những sự kiện V-pop đang được quan tâm đông đảo nhất thời điểm hiện tại, đó chính là màn comeback của nam ca sĩ Sơn Tùng MTP. Vào 21 giờ 57 phút ngày 29 tháng 4 vừa qua, Sơn Tùng MTP đã chính thức tái xuất làng nhạc sau khoảng 5 tháng vắng bóng kể từ MV Chúng Ta của hiện tại. MV này đã lọt top 1 trending YouTube Việt Nam chỉ sau hơn 5 tiếng phát hành, nối dài thành tích ban đầu cho nam ca sĩ. Chưa hết, Muộn Rồi Mà Sao Còn cũng lọt top trending của 13 quốc gia khác trên toàn cầu như 4 tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Séc, 5 ở Đài Loan, 6 ở Phần Lan và các quốc gia khác như Singapore, Úc, Hungary, Nga và Đức. So sánh với thành tích 6 tiếng tiến thẳng top 1 trending của Jack cùng MV Lay La Lay gần nhất, Sơn Tùng MTP đã bỏ xa đàn em với khoảng cách 1 tiếng. Phía ekip của Sơn Tùng MTP đã xác nhận MV thu về 662.000 lượt xem công chiếu, đồng thời đạt 1 triệu lượt xem sau 7 phút và 2,5 triệu lượt xem sau 45 phút phát hành. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức này. Xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và ý nghĩa.